morning, hello mọi người. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là Thỏ ơi, Thỏ có thấy là về Việt Nam Thỏ xinh tươi hơn không? Tất nhiên là xinh tươi hơn rồi các bác ơi. Ngoài việc là ăn bám gia đình ra thì hầu hết thời gian của mình ở Việt Nam là để làm content và làm đẹp mọi người ạ. Thế nên là cái việc về Việt Nam mà xinh hơn thì nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nó là điều mình đã dự đoán từ trước rồi. Thứ nhất là thế, thứ hai là mình muốn làm video này để mọi người hiểu được rằng thật ra mọi người đang sống ở một đất nước nó tiện lợi như thế nào và nó tuyệt vời như thế nào. Sau khi mà đi nước ngoài về, mình lại càng có nhiều cơ sở dữ liệu và data hơn để so sánh cái điều này. Mình cảm thấy rằng mình đang sống ở một đất nước quá tiện lợi, đặc biệt là về làm đẹp. Vì thế nên hôm nay video của mình về phần lớn để nói cho các bạn nghe về vấn đề glow up của mình ở Việt Nam và tại sao ở Việt Nam thì mình trông có vẻ tươi tắn và xinh xắn hơn. Ok, đầu tiên ấy, thì đấy là chúng mình nói về vấn đề da rẻ. Da rẻ của mình ở Việt Nam rất là đẹp. Và tại sao khi mà mình make up mình lại có một cái lớp nền như thế này? Nó là một lớp nền cực kỳ đẹp và cực kỳ mịn. Chắc mọi người không biết nhưng mà khi mà mình sang bên nước ngoài, đặc biệt là khi mà mình chuyển về Cali, thì ở bên Cali có một cái mình không hợp, đấy là nước ở bên đấy. Tức là vừa sang Cali một cái thì mình mọc mụn rất là nhiều. Thì mình nghe đâu á là nước ở Cali thật sự rất là độc. Mình không biết thì có phải là như thế không. Mình không rõ có phải là chúng ta lớn lên ở đâu thì chúng ta sẽ hợp với khí hậu ở nơi đấy hay không. Thế nhưng mà thực sự là mình rất là hợp với khí hậu và nước ở Việt Nam. Sáng ấy thì mình thường là sẽ skincare nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Hôm nọ mình đã quay cho mọi người xem cái skincare routine buổi tối của mình rồi. Thì buổi sáng ở Việt Nam mình sẽ kiểu dưỡng da nhẹ nhàng hơn và mỏng nhẹ hơn. Tại vì mọi người biết với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam này này, càng bôi nhiều kem lên thì càng bí da, và mình rất là không thích cái điều đấy. Khói bụi nóng ẩm và chúng mình đi ra đường cả ngày, nó dễ làm cho chúng mình bị bít tắc lỗ chân lông. Nên là rửa mặt sạch xong vào buổi sáng ấy là mình thường dùng một ít toner để cân bằng lại độ ẩm cho da. Em toner mà mình dùng vào buổi sáng đấy là em Chasing Rabbit Magic Beauty Serum. Khi mà mình dùng em này thì mình thấy là đúng là nó rất là lành ấy. Nó dịu nhẹ cực kỳ và nó hợp với mọi loại da. Vì em này là em thuần chay. Thành phần của em này thì là nấm tuyết 100%. Lúc mà em ý ra mắt và kiểu hot hit ở trên TikTok là mình cũng là một trong số những người được thử đầu tiên. Nói chung ấy, khi mà mọi người dùng em toner này xong ấy, mọi người sẽ thấy là nó sẽ không khô căng ở trên da đâu. Nó sẽ để lại một cái lớp kiểu màng ẩm tự nhiên ấy, nhưng mà nó rất là mịn và mướt nha mọi người. Bao bì thân thiện với môi trường. Ở trên bao bì mọi người cũng sẽ thấy luôn, nó ghi ở đây là clean beauty, love animals, tức là không thử nghiệm trên động vật, paraben free và mineral oil free. Đấy là một trong những lý do mình nói là tại sao cái em toner này nó rất là thân thiện với cả da mặt và cũng như là nó không kén da. Và các bạn có làn da nhạy cảm thì cũng có thể thử em toner này nhá. Nó cấp ẩm cực kỳ tốt và cân bằng độ ẩm rất là tốt cho làn da của mình ở buổi sáng. Có một điểm nữa mọi người có lẽ là mọi người không trân trọng nó một chút xíu, đấy là cái làn da dầu ấy. Ngày xưa mình đã từng là một trong những đứa không trân trọng cái làn da dầu, mình kiểu kêu ca rất nhiều về việc da đổ dầu. Sau này mình mới nhận ra rằng là cái lợi ích của làn da dầu nó lớn như thế nào. Khi mà mình sang Mỹ và da của mình chuyển sang da hỗn hợp thiên khô, mình đã được trải nghiệm làn da khô trong suốt 3 năm vừa qua và mình không thích nó một tí nào nha mọi người. Mọi người nghĩ rằng là da dầu thì nhiều vấn đề và dễ sinh dầu mụn và da khô thì không, đúng không? Không nha mọi người. Mình đã trải nghiệm cái làn da khô rồi và da của mình bằng một cách nào đó khi mà nó khô nó lại càng dễ nổi mụn hơn. Sau đấy thì cái điều mà mình ghét nhất chính là mình bị già hơn và xấu đi vì da nhăn hơn và da nó không có cái độ căng mướt đủ ẩm như là da của mình khi còn ở Việt Nam. Mình cực kỳ thích cái làn da dầu là vì khi mà làn da của mình nó căng lên như thế này thì trông chúng mình sẽ trẻ trung, tươi tắn và trẻ lâu hơn so với cái làn da khô mà mình phải chịu đựng ở bên Mỹ. Buổi sáng thì mình sẽ dưỡng da bằng Empure của Madagascar. Mình vẫn cần cấp đủ nước cho da cho dù da mình dầu hay da mình khô. Tuy nhiên với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam ấy thì mình highly recommend các bạn là nên sử dụng Essence hoặc Empure để dưỡng ẩm. Tại vì khi mà dùng kem thì nó lại là quá dày và bí và nó làm cho da của mình tương đối khó chịu, nhất là khi mà mình đi ra đường không ngồi trong phòng điều hòa là biết mặt nhau ngay. Và khi mà bôi quá nhiều thứ dày đặc lên da ở Việt Nam với khí hậu này thì cái việc bí tắc lỗ chân lông là việc rất dễ xảy ra. Nên là chúng mình chỉ cần vài ba giọt Empure như thế này xoa nhẹ và vỗ lên da của chúng mình để da được ngậm nước, thẩm thấu đủ ẩm mà lại vẫn rất là nhẹ nhàng và thông thoáng. Tại vì Empure và Essence thì nó đều hầu như đều là dạng nước rất là lỏng, thế nên nó thấm rất là nhanh và nó sẽ không gây bí da cho mình nhá.
Em này thì là một em mà mình đã chia sẻ từ cách đây 3 năm rồi. Và về đây mình vẫn tiếp tục sử dụng lại em này. Thì mọi người có thể biết là mình thích nó như thế nào rồi. Và mình sẽ không nói ngoa đâu khi mà nói đây là một trong những em Ampure tương đối là lành tính. Bởi vì thành phần chính của em này thì có rau má giúp da phục hồi tốt hơn. Và nó cũng như là chống oxy hóa, giúp làm dịu làn da cấp tốc, đặc biệt là với những bạn nào mà có mụn ấy. Sau khi mà nó đã thấm hết ở trên da rồi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ để lại một cái lớp finish căng và hơi bong bóng nhẹ một xíu, nhưng mà không nhiều nha mọi người. Last but not least, kem chống nắng. Ra đường mà không có kem chống nắng vào buổi sáng thì không được nha mọi người, nhất là với nắng gắt này của mùa hè. Mình đang dùng cái em Effit Sunscreen Plus này. Ngày hồi trước thì mình dùng em bản cũ, bản này mình cầm từ bên Mỹ về, tại vì mình vẫn đang dùng cái bản cũ này ở bên Mỹ. Thì cái bản cũ này nó khác với bản mới có đúng một chữ thôi, đấy là cái chữ plus ở đây này mọi người. Cái mà nâng cấp của cái bản này đấy là thành phần rau má. Em này thì siêu lành tính và có tác dụng phục hồi cho da nữa, nhờ vào cái thành phần rau má mà mình yêu thích. Thế nên là bạn nào có mụn cũng có thể sử dụng được cái em kem chống nắng này. Mình thích nó phần lớn là vì nó có công dụng đấy là nâng tông cho da. Nó sẽ nâng tông không để lại vệt trắng như một số các cái em kem chống nắng khác. Cái lớp finish của nó mình cảm giác như nó ít bóng dầu hơn cái bản cũ. Nó để lại một cái lớp finish kiểu bóng nhẹ trên da nhưng mà không hề bị nhờn dính. Và nó thấm cũng tương đối nhanh nhá mọi người. Lúc mà mình make up ấy thì mình thấy là nó cũng không bị vón cục như một số em kem chống nắng khác mà mình đã từng thử. Nên là mặc dù nó trắng, nâng tông nhưng lại không lố nha. Mọi người có thể so sánh mặt của mình và cổ của mình sau khi mà mình bôi cái em kem chống nắng này. Nó nâng lên khoảng một tông ấy mọi người. Trông rất là nhẹ nhàng luôn. Nếu mà sáng ra bạn nào mà lười make up ấy, có thể bôi em này một chút, sau đó thì chúng mình đi học và đi làm cũng không vấn đề gì. Chỉ số SPF của em này cũng tương đối cao đấy, nó là 50+ và PA+. Ok, bây giờ thì mình cho mọi người xem là mình thường ăn gì để mình có thể giữ được cân ở Việt Nam. Nói chung bình thường mình cũng để cho mình ăn uống khá thoải mái, nhưng cứ mỗi khi ở nhà mình sẽ ăn theo một cái phương pháp mà mọi người đã rất là quen thuộc rồi, đấy là eat clean và intermittent fasting, để sao cho cân nặng của mình có bị tăng cũng sẽ không tăng quá lố ở cái thời điểm mình về nhà. Mọi người cứ bảo mình là cứ về Việt Nam cứ tăng cân thoải mái đi rồi sang Mỹ mình giảm cân sau có sao đâu. Thế nhưng mà mình biết cái cơ địa của mình, mỗi lần mà mình yo-yo, mình tăng cân trở lại, mình giảm cân cực kỳ mệt mỏi và khó khăn. Và đối với mình, đấy là cái thời điểm mà mình ghét nhất. Mình có thể bỏ tập 3 tháng về Việt Nam và để cho cơ thể của mình nó hơi bị sổ ra một chút xíu, nhưng mình sẽ luôn giữ cái cân nặng của mình ở cái mức ổn định khoảng 48-49 cân, không tăng và không tụt. Mình đã làm được điều này trong suốt 3 tháng vừa rồi. Thế nên là mình sẽ chia sẻ một chút xíu cái routine ăn uống của mình để cho mọi người tham khảo. Mỗi ngày ấy, thì thật ra mình chỉ ăn ở ngoài khoảng 1 buổi, nếu có nhiều lắm thì là 2 buổi, và mình chỉ ăn duy nhất một ngày 2 bữa. Mình không ăn đến bữa thứ 3 đâu nha mọi người. Mình ăn theo cái chế độ này thì nó gọi là phương pháp nhịn ăn gián đoạn, mình đã từng chia sẻ rất là lâu trước đây rồi, intermittent fasting. Mình có kết hợp với cả eat clean, đấy là đổi tất cả gạo trắng của mình sang gạo lứt, đổi bánh mì trắng sang bánh mì đen. Nói chung ăn những cái thực phẩm clean và sạch. Mình hạn chế ăn đồ ngọt hết sức có thể. Đồ ngọt duy nhất mà mình nạp vào người hàng ngày có lẽ là cà phê. Không uống trà sữa nha mọi người. Nói chung cố gắng ăn ít, càng ít đường và tinh bột xấu thì càng tốt. Ngoài ra thì mình cũng sẽ ăn độn thật là nhiều rau trước khi mình ăn tinh bột. Mình thường là sẽ ăn rau và ăn thịt trước rồi mới tới tinh bột cuối cùng. Cái cách này mình làm sẽ giúp mình ăn được nhiều rau hơn, giúp da của mình đẹp hơn và ít vấn đề hơn, cũng như là giúp mình nhanh no và bớt ăn tinh bột lại. Và điều đấy thì mình cảm thấy rất có hiệu quả cho cái việc giữ cân của mình. Đây là một trong những bữa snack mà mẹ mình làm cho mình, thì bao gồm các loại hạt, sữa chua không đường và một ít táo. Đấy là cách mà giúp mình giữ cân khi vào về Việt Nam. Còn những cái bữa mà mình cheating thì mình có thể đi ăn ở ngoài và ăn những món mà mình thích. Trộm vía là 3 tháng về đây mình đã ăn tương đối đủ tất cả những cái món mà mình nhung nhớ và yêu thích rồi. Thế nên là mình cũng không còn đòi hỏi gì nữa, và cân nặng của mình vẫn giữ nguyên ở mức tương đối là ổn định. Thế nên là mình cảm thấy cái chế độ ăn này của mình khá là ổn nha mọi người. Hơn hết là mình có thấy là cái người của mình mặc dù nó có chảy ra ấy, tại vì mình không đi tập ấy, nhưng mà nó cũng không bị xô xê quá. Có một cái về Việt Nam mình không thích làm một tí nào đâu mọi người ạ, nhưng mà vẫn phải làm, đấy là đi làm răng. Mình ghét đi làm răng lắm luôn ấy, nhưng mà vẫn phải đi thôi. Mình có một chiếc răng bị rụng cái mối hàm ra, xong bây giờ mình phải đi hàm mọi người ạ. Có lẽ mọi người không để ý nhưng mà chúng mình đang sống ở một đất nước
cực kỳ tiện lợi về việc làm đẹp. Thế mẹ chả đòi ảo gì, mẹ chả đòi trắng xinh làm gì nữa. Cam thường mẹ mình không thích, mẹ mình là phải dùng filter. Đúng không? Từ đấy, trẻ sinh trời, eo ơi, trẻ sinh vãi. Ở Việt Nam bây giờ đi một bước thôi các bạn cũng có thể thấy một cái spa làm đẹp. Và hầu như là không chỉ cung cấp dịch vụ làm đẹp mà người ta sẽ còn có cả dịch vụ gội đầu dưỡng sinh. Thật ra những cái chỗ mà gội đầu dưỡng sinh ấy, mình thấy nó có một cái nhược điểm, đấy là nó bịa ra khá là nhiều bước để nó thu được nhiều tiền hơn. Cá nhân mình thì mình chỉ thích gội đầu và massage thông thường thôi. Thế nên thật ra nếu như các bạn có đi gội đầu và massage bình thường rất là ok. Phần lớn thời gian thì mình đều gội đầu và massage ở những hàng trong ngõ, tại vì chi phí cực kỳ rẻ và cực kỳ tiện, cũng như là massage cũng khá là thích. Và đối với mình thì một cái bài massage ngắn của các hàng gội đầu nó thường là đủ, không cần nhất thiết phải chi hàng trăm nghìn để đi gội đầu dưỡng sinh, tại vì thật ra mình thấy nó chỉ thêm một vài bước không cần thiết, ví dụ như là ngoái tai, rồi ví dụ như là tạo âm thanh rồi này kia, có thể thư giãn về mảng không gian, nhưng mà về mảng massage thì mình thấy nó cũng không hơn được ở ngoài hàng bình thường là bao, mà nó sẽ đắt hơn tương đối nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn khá là thích những cái dịch vụ gội đầu dưỡng sinh nha mọi người, tại vì đối với mình một số chỗ nó thư giãn khá là tốt và cái không gian của nó cũng tương đối thoải mái để mình có thể dắt mẹ mình đi, hai mẹ con cùng tận hưởng một ngày spa day cùng với nhau, điều mà mình không thể làm được ở bên Mỹ. Bây giờ khi mà mình về Việt Nam ấy, mình có thể đi spa rất là thường xuyên, đi liên tục và mình được chăm sóc da mặt thường xuyên hơn, chăm sóc cơ thể của mình một cách đều đặn hơn. Và vì thế cái việc mà tươi trẻ hơn khi mà mình ở Việt Nam ấy, nó là một điều tương đối dễ hiểu. Ở Việt Nam bây giờ chúng mình có thể tiếp cận với rất nhiều những cái mô hình làm đẹp khác nhau, ví dụ như là dưỡng spa da mặt, ví dụ nâng cơ, ví dụ như là tiêm meso. Mình có thể đi xăm môi hoặc làm enzyme therapy, giống như kiểu đợt mình đi làm ở bên spa của bạn mình ấy, của Sen ấy. Tất cả những cái liệu trình đấy nó vô hình chung nó tác động vào cái nét đẹp của chúng mình, và chúng mình đôi khi có thể đẹp dần lên mà không hề biết là tại sao mình đẹp lên. Nội cái việc là chúng mình được căng cơ thường xuyên thôi, nó cũng làm cho da của chúng mình trẻ hóa, mặt chúng mình thon gọn vào mà chúng mình không nhận ra cái điều đấy. Thường là một ngày của mình ngoài việc ăn kiêng, chăm sóc da ở nhà thì mình sẽ đi spa hoặc gội đầu dưỡng sinh. Hai ngày là mình đã gội đầu một lần rồi mọi người. Cái công nghệ làm tóc ở Việt Nam thì cũng xuất sắc. Mọi người nhìn cái mái tóc của mình này, từ lúc mình về bây giờ cũng phải vài tháng rồi và mình gội đầu liên tục 2 ngày một lần, nhưng mà tóc của mình vẫn rất là đẹp. Mình sẽ recommend những cái chỗ làm đẹp mà mình đã từng thử cho mọi người ở video lần sau. Nó sẽ tổng hợp tất cả những cái liệu trình, những cái phương pháp làm đẹp mà mình đã từng thử qua trong cái thời gian mà mình về Việt Nam này. Mình kiểu phải mua cái máy này trước khi mình sang bên kia, mình dập xù cho tiện, vì ở bên kia không có ai làm tóc cho mình cả, chả ai chăm sóc tóc như ở đây cho mình cả. Ở Việt Nam quá sướng ấy, tại vì lúc nào mình cũng có người gội đầu cho. Kiểu từ hồi mình về Việt Nam chắc mình tự gội đầu được khoảng một lần một hai lần gì đấy. Trước khi đi ngủ mình sẽ dùng em này tẩy da chết Origin Red. Từ hồi về Việt Nam là mình chăm tẩy da chết khủng khiếp á mọi người. Một tuần mình phải tẩy 2 đến 3 lần chứ không phải là một lần đâu. Nhưng mà da bạn nào mà yếu hoặc là da bạn nào chưa quen thì có thể tẩy khoảng một lần. Nếu mà bạn nào mà da trộm vía khỏe như mình thì có thể vừa kết hợp tẩy da chết vật lý, vừa tẩy da chết hóa học cũng được, không sao. Nhưng mà nếu da của bạn ấy là da sensitive, không trà sát mạnh được thì các bạn chỉ nên tẩy da chết hóa học thôi. Và đây là một em rất là dịu nhẹ cho bạn nào mới bắt đầu tẩy da chết. Thành phần chính của em này vẫn là AHA, BHA và PHA, còn lại thì đều là các HA dưỡng ẩm. Vì thế nên là khi mà dùng em này ý, mọi người sẽ thấy là da của chúng mình cực kỳ mềm mướt mà không hề bị khô nhá. Nó là một dòng rửa trôi, thế nên là mọi người sẽ bôi lên mặt và để trên da khoảng dưới 10 phút, sau đó thì sẽ rửa sạch đi bằng nước. Và vì thế nên nó rất là dịu nhẹ cho da. Thường là các dòng rửa trôi bao giờ nó cũng sẽ dịu nhẹ cho làn da hơn là những cái dòng mà chúng mình để bôi qua đêm. Nói chung bạn nào mà chưa quen ý, thì mình để trên da từ 1 tới 2 phút. Sau một thời gian chúng mình sử dụng thì chúng mình sẽ tăng thời gian lên từ 5 đến 10 phút. Nhưng mà nói chung mọi người chỉ nên để trên da dưới 10 phút thôi nhá. Em này thì không có cồn, không hương liệu, không paraben, vì thế nên là nó rất là lành tính và nó phù hợp với mọi loại da. Hồi đầu mình nghĩ rằng là em này chỉ là một em được PR khá là nhiều ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà về đây mình dùng thử thì mình mới thấy là nó thật sự rất là sạch và nó rất là dịu nhẹ, không có cảm giác kiểu châm chích đỏ rát, đỏ ngứa, cũng không đẩy nhân mụn như một số các dòng tẩy da chết khác mà mình đã từng dùng. Nói chung là nó khá là thích. Và mình highly recommend mọi người là nên tẩy da chết, đặc biệt là những bạn ở Việt Nam với khí hậu nóng ẩm và bụi bẩn ở Việt Nam ấy, thì chúng mình
cực kỳ cần phải tẩy da chết để cái lỗ chân lông của chúng mình được sạch, để cái mụn đầu đen của chúng mình được biến mất khỏi đầu mũi như thế này, để có một cái mũi bóng và kiểu sáng khỏe như thế này. Mình kiểu phải tẩy da chết rất là thường xuyên, còn cứ hễ không tẩy da chết khoảng một tuần thôi là mũi mình nó sẽ sần lên ý, make up cực kỳ xấu. Thế nên là nếu mọi người muốn các dưỡng chất được thẩm thấu và da tốt hơn thì mọi người nên tẩy da chết thường xuyên và đều đặn hơn. Nhớ nhá, da yếu thì tẩy ít, khoảng một tuần một lần, còn nếu da chúng mình trộm vía khỏe mạnh như da thỏ thì có thể tẩy một tuần tới 2 đến 3 lần. Mọi người hay hỏi là tại sao cái lớp trang điểm của mình nó đẹp ấy, nhưng mà thật ra là mình rất chăm tẩy da chết ấy mọi người. Đối với mình ấy, cái da mà không tẩy da chết thì cái mũi nó sẽ dễ bị mốc và cái da của mình nó sẽ không được mịn. Khi mà chúng mình trang điểm nó sẽ khó mà mịn được, đặc biệt là cái phần đầu mũi này này. Mình mỗi lần mà mình không tẩy da chết ấy là mình make up nó cứ sần lên xấu cực kỳ. Nên là bí quyết lớn nhất của mình để có một lớp nền mịn đẹp và make up đẹp đấy là sạch da chết và cấp đủ ẩm. Đấy sẽ là hai cái yếu tố quyết định cho bạn một làn da make up cực kỳ đẹp, và mình đảm bảo luôn là sẽ cân mọi đủ loại make up. Các bạn không cần phải quan tâm là các bạn hôm nay dùng cushion gì, nền loại nào để nó có mịn hay không, vì da của bạn mà đã đẹp bất cứ một loại cushion hay là kem nền nào các bạn cũng có thể cân được nha mọi người. Mỗi lần mà da mình kiểu glowy hay là đẹp, trộm vía đẹp như thế này thì mình đánh nền cực kỳ ăn phấn, và mình hầu như là dùng kem nền hay là phấn phủ rất tùy ý, không hề có sự lựa chọn, và cái technique của mình make up nó cũng không hề cao luôn, kiểu mình đúng kiểu chỉ dạng bộp lên mặt xong đi ra đường. Đấy là lý do vì sao mình nên bảo mọi người là chỉ cần tập trung vào da nhiều hơn là tập trung vào make up nếu như các bạn muốn có một lớp nền mịn đẹp. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ đi rửa mặt và sau đấy dưỡng ẩm trước khi đi ngủ nhá. Những cái ngày á mà mọi người peel da thì mọi người nên dưỡng da dịu nhẹ thôi nha mọi người. Tẩy da chết xong ấy thì chúng mình cứ dùng toner để cấp ẩm trở lại, và sau đấy thì chúng mình sẽ dùng em Ampure này như buổi sáng nhá. Sau khi mà chúng mình sử dụng tẩy da chết hóa học, da nó có thể sensitive hơn một chút chẳng hạn, có cấp ẩm thì cũng nhẹ nhàng, và dùng những cái sản phẩm lành tính có những cái dưỡng chất để phục hồi cho làn da nữa thì càng tốt nhá. Nói chứ thật ra mình ở Việt Nam có nhiều thời gian làm đẹp và show cho mọi người những hình ảnh đẹp hơn thôi, còn ở bên Mỹ thì mình đi làm khá là dày đặc, thế nên không có nhiều thời gian trang điểm, make up, làm tóc. Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng đúng là con gái chúng mình nếu có tiền và có thời gian để làm đẹp thì chúng mình sẽ càng ngày càng đẹp lên, và điều đấy không có gì là khó khăn cả. Không phải lúc nào mọi người cũng đẹp, không phải lúc nào các KOL ở trên mạng cũng lung linh long lanh, chẳng qua là chúng mình lựa chọn cái thời điểm như thế nào để cho mọi người nhìn thấy chúng mình mà thôi. Thế nên đừng quá tự ti nhá mọi người. Tuy nhiên hãy vẫn kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc bản thân nhá. Con gái cứ có thời gian, có tiền bạc để chăm sóc bản thân và ít phải lo lắng về vấn đề gì đó thì tự khắc sẽ đẹp lên thôi mọi người ạ. Bây giờ thì chắc là mình đi ngủ đây. Hẹn gặp lại mọi người những vlog lần sau nhé. Bye bye.